tối 1 tháng 2, triển lãm vẽ về hát bội chính thức diễn ra tại sảnh Gallery, trung tâm thương mại The Garden Mall, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Khởi điểm ban đầu chỉ là buổi triển lãm nhỏ giữa các họa sĩ trẻ, sau khi nhóm bạn trẻ may mắn biết được những chia sẻ đầy trăn trở của nghệ sĩ nhân dân Đinh Bằng Phi, nhà hát bội học tài Hoa, về việc hát bội đang chứng kiến sự đào thải nghiệt ngã của thời đại. Vẽ về hát bội nhanh chóng lớn mạnh và trở thành sự kiện đặc biệt của văn hóa hát bội tại thành phố Hồ Chí Minh. Vẽ về hát bội rất là ít và rất là khó tìm kiếm, và một số cái là chỉ lưu hành nội bộ, do đó một số bạn làm trong ngành xuất bản hoặc một số bạn làm trong những cái mảng văn hóa khác đã kết hợp lại chia sẻ với nhau về những cái tư liệu này. Những tranh sau khi đã xong phát thảo hoặc là đã được khoảng 80% để đều mang qua bác Phi và bác Trần Hữu Danh xem là đã đúng với lại cái truyền thống chưa, cái khuôn mặt đó đã đúng với lại hát bội chưa, hay là nó đã bị lai bởi một cái văn hóa nào khác. Không chỉ có hàng trăm tác phẩm tranh vẽ, mặt nạ đầy nghệ thuật, triển lãm còn có thêm điểm nhấn là bộ sưu tập áo dài và tranh thảm lấy cảm hứng từ nghệ sĩ hát bội của nhà thiết kế Sĩ Hoàng. Cũng trong đêm khai mạc, những vở hát bội đặc sắc do nhóm nghệ sĩ đến từ nhà hát bội thành phố Hồ Chí Minh trình diễn được giới thiệu đến khán giả trẻ. Mình cũng được biết là trong cái triển lãm này có rất là nhiều những cái hoạt động mà tưởng chừng như là một cái loại hình nghệ thuật nó rất là cũ, nhưng mà qua cái cách tiếp cận của các bạn trẻ thì cái bộ môn nghệ thuật này nó lại mang một cái màu sắc rất là tươi mới. Và chính vì cái điều đó thì mình tin là cái triển lãm này sẽ thu hút được nhiều người xem hơn. Mình không ngờ cái lượng khán giả trẻ nó lại đông tới như vậy. Mình quan sát thấy thì cũng có những cô chú đi cùng với con em, hoặc là bạn bè, anh chị đi cùng với em mình. Thì cái đó rất là hay, là một cái giống như triển lãm này là một cái điểm giao giữa các độ tuổi với nhau, rất là tốt. Từ nay đến hết ngày 10 tháng 2, triển lãm còn tổ chức nhiều hoạt động tham quan, tương tác với tranh vẽ và trực tiếp được các nghệ sĩ hướng dẫn vẽ mặt nạ hát bội. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.